Cô chào các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay, cô và các bạn cùng đến với tiết chính tả ở tuần 27, bài Cửa sông. Ở bài học này, các bạn cần nhớ viết đúng 4 khổ thơ cuối của bài thơ Cửa sông, trình bày đúng hình thức thơ, và tiếp tục ôn tập quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài, làm đúng các bài tập thực hành để củng cố, khắc sâu quy tắc. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động nhớ viết. Và bây giờ, các bạn hãy lắng nghe cô đọc 4 khổ thơ cuối nhé. Cửa sông, nơi biển tìm về với đất, bằng con sóng nhớ bạc đầu, chất muối hòa trong vị ngọt, thành vùng nước lợ nông sâu, nơi cá đối vào đẻ trứng. Nơi tôm rảo đến bún càng, cần câu uống cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc dã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Dù giáp mặt cùng biển rộng, cửa sông chẳng dứt cội nguồn, lá xanh mỗi lần trôi xuống, bỗng nhớ một vùng núi non, Quang Huy. Vậy theo các bạn, cửa sông là gì? À, cửa sông là một địa điểm rất đặc biệt, bởi cửa sông là nơi biển tìm về với đất, nơi nước ngọt hòa lẫn nước mặn, nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến bún càng, nơi tàu ra khơi, nơi tiễn người ra biển. Và tất cả những điều mà cô vừa nói trên cũng chính là những cái nội dung chính của 4 khổ thơ và các bạn sẽ viết đấy. Trong 4 khổ thơ này, các bạn lưu ý cho cô những từ ngữ bình thường viết sai chính tả. Đó là những từ sau, là từ tôm rảo, từ uống cong, từ lưỡi sóng, từ lấp lóa, từ giã từ. Và bây giờ, các bạn hãy luyện viết 5 từ khó vừa rồi vào vở nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể luyện viết ở bảng con cũng được. Tôm rảo, uốn cong, lưỡi sóng, lấp lóa, giã từ. Sau đó, các bạn hãy ôn lại thật kỹ 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông để chúng ta chuẩn bị nhớ viết bài nhé. Và đây sẽ là một số những lưu ý khi mà mình viết bài. Đầu tiên là các bạn cần ngồi viết đúng tư thế, trình bày đúng hình thức bài thơ. Cần viết hoa chữ cái đầu mỗi câu thơ, ghi dấu thanh đúng vị trí. Và tiếp theo các bạn cần đọc lại bài, kiểm tra lỗi chính tả. Và nhớ là các bạn hãy học thuộc 4 khổ thơ này thật là kỹ thì mình mới có thể nhớ viết được một cách chính xác các bạn nhé. Và bây giờ cô mời các bạn hãy lấy vở ra, chúng ta cùng nhau viết thứ ngày tháng. Tiếp theo, các bạn lùi vào 6 ô, viết cho cô chữ chính tả. Sau đó, các bạn lại lùi vào 6 ô, viết cho cô tên bài Cửa sông. Sau đó, các bạn hãy tạm dừng video clip và viết giúp cô 4 khổ thơ cuối của bài nhé. Lưu ý, các bạn cũng cần viết tên tác giả ở cuối bài thơ nữa đó. Sau hoạt động chính tả, thì chúng ta sẽ đến với những bài tập để luyện tập cách viết tên người, tên riêng nước ngoài cho thật chính xác các bạn nhé. Bây giờ, các bạn hãy tìm các tên riêng trong những đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào. Đoạn trích A. Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là Cristoforo Colombo, sinh năm 1451, mất năm 1506, một nhà hàng hải người Italia.
Colombo tưởng nhầm vùng đất này là Ấn Độ. Về sau, người đồng hương của ông là nhà hàng hải Amerigo Vespucci, sinh năm 1454, mất năm 1512, đã đính chính sai lầm ấy và khẳng định vùng đất Colombo tìm được là một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Chính vì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lauren, Pháp, năm 1507 đã gọi châu lục này là America, châu Mỹ, dựa theo tên của Amerigo. Đoạn trích B. Đỉnh Everest trong dãy Himalaya là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8.848m này là Edmund Hillary, người New Zealand, và Tenzin Norgay, một thổ dân vùng Himalaya. Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là ngày 29 tháng 5 năm 1953, theo tân từ điển Bách Khoa Toàn Thư. Và bây giờ, các bạn hãy tạm dừng video clip và tìm cho cô những tên riêng trong đoạn trích nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Ở đoạn trích A, các bạn đã tìm được, đó là Cristoforo Colombo, Italia, Colombo, Ấn Độ, Amerigo Vespucci, Colombo, Lauren, Pháp, America, Mỹ và Amerigo. Ở đoạn B, các bạn cần tìm được những tên riêng sau: Everest, Himalaya, Edmund Hillary, New Zealand, Tenzin Norgay, Himalaya. Và các bạn đã tìm được một số tên riêng, đó là tên người như là Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Edmund Hillary, Tenzin Norgay. Các tên riêng là tên địa lý như Italia, Lauren, America, Everest, Himalaya, New Zealand. Đối với những tên riêng này, các bạn sẽ viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối. Còn đối với những tên riêng như Mỹ, Ấn Độ, Pháp, thì chúng ta viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam, viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ, vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được phiên âm theo âm Hán Việt. Qua bài học ngày hôm nay, nếu các bạn nhớ viết đúng 4 khổ thơ cuối của bài thơ Cửa Sông, trình bày đúng hình thức thơ, nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài, làm đúng các bài tập thực hành, thì các bạn xứng đáng được tuyên dương và khen thưởng đó nha. Các bạn nhớ sửa lỗi chính tả bài Cửa Sông nếu có và chuẩn bị cho bài ôn tập tiếp theo. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.